Và trong không khí hoan hỷ, chúng con cũng xin chia sẻ đến một ca bản sanh nữa do Ban Hộ Niệm Thái Bình Năm Chợ Duyên. Và xin ban tổ chức chuyển đến camera của Hương Linh Tiêu Văn Chính và camera Ban Hộ Niệm Thái Bình Năm. Dạ, xin mời gia đình mình có thể mở mic và chia sẻ. Dạ, được rồi, con mời gia đình ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Con kính bạch chư tôn Đức Tăng Ly, con kính bạch thầy Diệu Âm Tịnh Hải. Con kính bạch ban tổ chức đường Zoom Thế Giới Hộ Niệm, ban hộ niệm Thái Bình Năm cùng tất cả các chư vị liên hữu đồng tu trên toàn thế giới. Con tên là Tiêu Văn Sơn, con trai của bố Tiêu Văn Chính. Gia đình con thật hạnh phúc khi được báo tin vui vãng sinh của bố con là Tiêu Văn Chính. Cách đây 5 năm nhờ có cơ duyên bà ngoại con mẹ con đã tìm đến cô Diệu Thương để thỉnh đài niệm Phật. Thỉnh đài niệm Phật, cô Diệu Thương đã giới thiệu pháp hộ niệm và khuyên gia đình nhà ngoại con mời ban hộ niệm cho bà con. Vì bà con không đủ duyên để mời hộ niệm nên cô Diệu Thương đã hướng dẫn cho mẹ con về tự làm. Sau đó mẹ con đã phát tâm tu hành cùng ban hộ niệm Thái Bình Năm được 5 năm và bố con phát tâm tu hành được 2 năm. Nhờ cô Diệu Thương đã bàn với mẹ con thuê bố con đọc sách khuyên người niệm Phật với 500.000 đồng trên một bộ. Sau khi bố con đọc hết một bộ thì bố con đổi tâm không lấy tiền nữa. Và xin thỉnh luôn bộ sách khuyên người niệm Phật để đọc vì bố con thấy hay quá. Trước đây bố con là một quân nhân xuất ngũ rất trung thực, không biết tham lam. Sau khi xuất ngũ, bố con về công tác xã hội của địa phương được hơn 15, cống hiến hết mình nhưng lại không được hưởng một chế độ gì, cộng với sự bất đồng trong gia đình và nhiều áp lực khác trong cuộc sống nên bố con đã tiêu cực trở thành một con sâu lậu. 25 năm gia đình con không có một nụ cười. Khi quay đầu tu, bố con bắt đầu bỏ rượu ăn chay, chuyên lòng niệm Phật được hơn 2 năm nay. Những ngày cuối đời do căn bệnh tiểu đường biến chứng gần 2 tháng không ăn uống được gì, chỉ uống nước và ăn chút canh nhưng vẫn niệm Phật không rời máy bấm và hàng ngày niệm Phật vẫn nộp công cứ 6.000 danh hiệu trên một ngày. Xét thấy anh em bên nội bên ngoại chưa tin Phật và con cháu còn lộn xộn không đảm bảo an toàn cho đường vãng sanh nên bố con đã xin cô Diệu Thương cho ra ở đạo tràng để vãng sanh được an toàn. Cô Diệu Thương hướng dẫn về lòng chí thành chí kính nên bố con rất cung kính và nghe lời cô Diệu Thương. Đến ngày thứ 12 khi cô Diệu Thương đi hộ niệm thành công ở Hải Phòng về đến nhà là 1 giờ kém 15 phút đêm thì bố con đã rơi vào giai đoạn sắp lâm chung. Lúc này mệt không niệm Phật được, không cười được nhưng cô Diệu Thương về sách tấn, bố con cười được và niệm Phật từng tiếng theo mẹ và cô Diệu Thương. Bố con còn chắp tay cung kính vái Phật và niệm Phật theo cô Diệu Thương cùng đại chúng cho đến hơi thở cuối cùng. Sau 10 giờ xả bỏ báo thân dưới sự hộ niệm của 50 người trong đạo tràng, thay nhau niệm Phật, lạy Phật. Khi thăm thân bố con mềm nhũn toàn thân, lạnh đỉnh đầu ấm không lạnh như những chỗ khác, môi hồng da trắng như đánh phấn. Sau khi xả bỏ báo thân được 27 giờ không niệm vào quan tài, thì người bố con mềm nhũn như không có xương, môi đỏ như son, da hồng và đẹp nên dân nàng cứ bảo ban hộ niệm đánh phấn đánh son ạ. Cho bố con, chính bản thân con, khi bố con chưa vãng sanh thì niềm tin của con cũng còn rất là yếu, nhưng khi đến khi con được thăm thân và chứng kiến nhục thân của bố con không chút hoài nghi ngờ nào về pháp hộ niệm vãng sanh. Hôm nay với tâm thái tràn đầy hạnh phúc và biết ơn, nay con viết lời tri ân này để gửi lời cảm ơn sâu sắc tới pháp hộ niệm vi diệu quá đã cứu bố con từ một người tạo nghiệp đồng nghĩa đọa trong tam đồ
mà nay vãng sanh bất thối thành Bồ Tát, thật sự con không có một lời nào để tả hết sự vi diệu. Phát hộ niệm thật thù thắng, tu thì đơn giản, chính xác, dễ thực hành, thành tựu cao. Gia đình con xin tri ân sâu sắc tới Thầy Diệu Âm Tịnh Hải đã giảng pháp hộ niệm thù thắng. Nay con tri ân tới Chư Tôn Đức Tăng Ni đã xiển dương pháp hộ niệm. Tri ân tới Ban tổ chức Đường Dung Ban hộ niệm Thái Bình Năm đã hướng dẫn cho bố mẹ con tu hành và cho chúng con làm đúng pháp hộ niệm để tiễn bố con đi vãng sanh, chúng con mới trả được đại hiếu. Con xin những người con có cha mẹ, người thân hãy mời ngay ban hộ niệm để cứu cha mẹ, người thân thoát khỏi cảnh đọa lạc, về Tây Phương Cực Lạc sống cảnh an vui, hạnh phúc gia đình con. Chúc Thầy Diệu Âm Tịnh Hải cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni sức khỏe để hoằng dương Phật Pháp hộ niệm này tới chúng sinh mê mờ được cứu thoát. Con xin Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin một tràng vỗ tay và chúc mừng cho gia đình của Chư Tôn Đức Tăng Ni. Đúng, quả thật là pháp hộ niệm vô cùng vi diệu và vô cùng quan trọng. Kính mong các cha các má cùng toàn thể chư vị liên hiệp đồng tu chúng ta luôn luôn chân quý pháp hộ niệm, lắng nghe những tọa đàm hướng dẫn về hộ niệm của Thầy Diệu Âm Tịnh Hải để chúng ta rút tỉa những sơ suất, nắm được những điều chính xác để giúp cho những người hữu duyên được cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Namo A Di Đà Phật.